Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung đáng chú ý. Hòa Minzy gặp bé gái mất 5 người thân ở làng Lủ, tôi không xưng hô là mẹ vì... Vào tháng 9 năm 2024, ca sĩ Hòa Minzy từng bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé gái 6 tuổi mất 5 người thân tại thôn làng Lủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Nữ ca sĩ cho biết sẽ hỗ trợ chăm sóc nuôi dạy bé. Hòa Minzy khẳng định sẽ không nhận tiền bạc từ các mạnh thường quân đã đang gửi cho bé. Tuy nhiên, thời điểm đó cô chia sẻ vẫn đang chờ quyết định từ gia đình do bé vẫn còn bà ngoại chăm sóc. Vào chiều ngày 24 tháng 10, Hòa Minzy đã chia sẻ khoảnh khắc lần đầu gặp bé trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ tiết lộ có buổi biểu diễn thiện nguyện ở Lào Cai nên đã ghé qua trường thăm bé. Khi nhìn thấy em bé, giọng ca gốc Bắc Ninh đã không kìm nén được sự xúc động. Hòa gọi cho bà ngoại bé ra đón rồi cùng vào trường thăm con. Bà thấy Hòa liền ôm Hòa rất chặt, cảm giác như mẹ của Hòa ôm Hòa vậy. Em bé bỗng nhỏ nhắn, đang hơi sổ mũi, chạy ra đón bà. Hòa lúc đó không kìm nổi cảm xúc, chỉ biết chào làm quen với con. Với trẻ con, cái gì cũng phải từ từ. Vừa phải, không các bạn sợ, nhưng cũng thật may con chịu nắm tay Hòa và nghe Hòa nói chuyện hỏi han. Con rất ngoan và xinh xắn, nụ cười dễ thương, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng, cô chia sẻ. Khi gặp gỡ lần đầu, cô cho biết không khỏi những câu nhạy cảm để tránh làm bé buồn và hoang mang. Hòa không xưng hô là mẹ với bé vì mình đâu đã là gì, mình cũng không muốn mọi người hỏi bé đại loại mấy câu con có muốn cô này là mẹ con không, bởi câu hỏi đó với đứa bé mới mất mẹ thật buồn và không nên, con chắc cũng chưa hình dung được mọi thứ đã xảy ra như thế nào. Một hồi con chịu cho Hòa bế, thơm má, cười với nhau. Hòa Minzy công khai tổng doanh thu shop cá nhân đóng góp cho bà con miền Bắc sau bão lũ. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết sẽ giúp đỡ hết sức nếu như phía gia đình của bé có gặp khó khăn. Hòa cũng nói với bà, từ nay coi con như người nhà, có gì cần hỗ trợ, con sẽ hỗ trợ hết sức mình. Hòa vẫn luôn ở bên cạnh để làm mọi thứ có thể, bất cứ khi nào gia đình cần hay muốn đưa bé tới ở với Hòa, Hòa luôn sẵn lòng. Bé gái được Hòa Minzy xin nhận nuôi tên Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2018. Ngọc Lan là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Bà nội và bố mẹ cùng các anh chị em của bé Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ quét khủng khiếp tại làng Nủ. Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ năng nổ hoạt động từ thiện trong suốt thời gian qua. Để hỗ trợ người dân vùng lũ thiệt hại bởi cơn bão số 3, Hòa Minzy đã quyên góp 500 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, cô đã dành hết doanh thu của cửa hàng cá nhân để ủng hộ bà con khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Hòa Minzy từng chia sẻ quan điểm: tiền chết không mang đi được, em sống là để đúc lại cho con em, tiếng tốt cho bố mẹ, gia đình. Danh dự là điều đáng quý và thiêng liêng nhất. Đồ mọi người mua cũng là đồ em phải nhập về bán, không phải cây cỏ không tốn tiền đâu ạ. Cả nhà đừng ai suy nghĩ đến việc trục lợi từ bão lũ nha. Tổn thương danh dự và lòng tốt em lắm. Cứ nhìn vào hành trình em đã đi qua và tin tưởng thôi ạ. Trong tâm thư dài trên mạng xã hội về chuyện nhận nuôi bé gái làng Nủ, Hòa Minzy từng bộc bạch. Hòa không hứa cho con học trường quốc tế hay cơm canh sơn hào hải vị, nhưng chắc chắn cho con được cuộc sống đủ đầy, nhiều tình yêu thương. Khi nào con nhớ bà thì về thăm bà hoặc bà lên thăm con. Con lớn trưởng thành, muốn về sống chăm sóc bà cũng được. Không có sự gượng ép hay bắt buộc nào ở đây, hoàn toàn là từ trái tim. Vào tháng 9 năm 2024, ca sĩ Hòa Minzy từng bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé gái 6 tuổi mất 5 người thân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Nữ ca sĩ cho biết sẽ hỗ trợ chăm sóc nuôi dạy bé. Hòa Minzy khẳng định sẽ không nhận tiền bạc từ các mạnh thường quân đã đang gửi cho bé. Tuy nhiên, thời điểm đó cô chia sẻ vẫn đang chờ quyết định từ gia đình do bé vẫn còn bà ngoại chăm sóc. Những chia sẻ này từ ca sĩ Hòa Minzy đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.